Em hả? Từ ship ra hả? Ừ. Anh điện thoại cho khách chưa? Chưa, cho xem hàng được không? Được anh. Sao kêu anh chạy vào nhà luôn, mất công đi bộ ra. Tại vì ở trên định vị nó chỉ có sạc 5 thôi. À. Nó không có sạc 4. Thì ghi chú anh tìm đến thôi, sao đâu. Hàng gì đây? Cái này đặt khui rồi này. Cái hộp nó vậy anh. À. Còn nguyên siêu nó vậy nè. Em đâu có bốc chỗ nào đâu. À thế à, tại cái hộp anh thấy hộp. Nguyên siêu vậy nè, em bóc ra mới là nè, nó có siêu đây nè. Vậy giống USB vậy. Nha. Cái này cái gì đây em, giống USB vậy. Nó bóp một lần anh. À bóp hả? Ừ. Anh điện cho khách đi. Em là ship à? Ừ. Đơn này mình nhận là đơn hàng mới, khách hàng mới anh em ạ. À. Đúng rồi, bóc siêu là thôi. À ha, gửi thông báo cho mình khách hàng mới đặt này. Mới đăng ký nữa. Đi lên đây, quay lên phải tới. Là số nhà bao nhiêu? Đọc đi. 79 sạc 161 sạc 4. À, biết rồi. Ừ. Ở lúc này anh ghé rồi đó mà. Anh quay ở đây đó. Vậy hả? Tại vì định vị á, em bút á, là có sạc sạc 5 thôi, không có sạc 4. Em mới đi bộ ra đây chứ không đứng trong nhà ra rồi. 1 6 7. Rồi thứ 10 ngàn. Rồi ok anh. Có gì điện em. Ok. Rồi đơn này giám bót xong rồi anh em ạ. Ai nói lừa đâu nào. Ứng ngoài đường nhưng mà số tiền nó ít, cho nên là người ta không có thể lừa được. Người ta lừa tầm 300-400-500. Với lại người gửi là người trả ship mà lừa kiểu gì được. Mình cuối cùng mình cũng đã giao cái bót rồi. Không phải tất cả mọi đơn hàng đều lừa, mà không phải tất cả mọi đơn hàng đều không lừa. Thì quan trọng là mình xem xét như thế nào anh em ạ. Như thế nào mình có khả năng lừa hay không. Phải xét theo cái khả năng người ta có lừa được không. Và những cái mặt hàng nào mà người ta hay lừa, lừa với số tiền như nào. Anh em ạ, không phải là hàng gì cũng mình cũng nghĩ là lừa thì là không được rồi. Thế thì mình không bao giờ mình làm shipper được.